Israel tuyên bố sắp tấn công toàn diện vào Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo một cuộc tấn công toàn diện của Israel sẽ khiến Gaza không thể trở lại như trước. Times of Israel đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan ngày 10 tháng 10 tuyên bố Israel đang trên đà tấn công toàn diện vào Gaza. Tôi đã dỡ bỏ mọi hạn chế, chúng ta đã khôi phục quyền kiểm soát khu vực và đang tiến tới một cuộc tấn công toàn diện. Ông Galan phát biểu trước các binh sĩ Israel Nhân chuyến thăm trụ sở một sư đoàn gần Gaza, ông nhấn mạnh thêm: Các bạn có thể thay đổi thực tế ở đây. Hamas muốn một sự thay đổi ở Gaza. Nơi này sẽ thay đổi 180 độ so với điều mà họ muốn. Họ sẽ cảm thấy hối tiếc. Gaza sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước kia. Chúng ta khởi động chiến dịch tấn công bằng các cuộc không kích, sau đó chúng ta sẽ triển khai tấn công trên bộ. Chúng ta giành lại quyền kiểm soát khu vực từ ngày xung đột thứ hai và chúng ta đang ở thế tấn công. Mức độ tấn công sẽ chỉ ngày càng tăng. Bộ trưởng Galan cho hay, hiện tại Israel chủ yếu đáp trả Hamas bằng các cuộc không kích vào Gaza. Đây có thể được coi là một trong những chiến dịch không kích lớn nhất nhằm vào Gaza. Các hành động đáp trả của Tel Aviv đã phá hủy nhiều nhà cửa ở giải Gaza, khiến hàng chục nghìn người phải di tản, con số tổn thất cũng không ngừng tăng lên. Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, tính tới ngày 10 tháng 10, hơn 900 người ở Gaza đã không qua khỏi, khoảng 4.500 người bị thương, các bệnh viện nhà xác ở Gaza đều trong tình trạng quá tải. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 180.000 người ở Gaza rơi vào tình cảnh không nhà cửa. Ala Abu Tai, 35 tuổi, một người dân địa phương cho biết không còn nơi nào an toàn ở Gaza. Trong khi đó, số người không ra khỏi ở Israel tăng lên hơn 1.000. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua kêu gọi tất cả các bên kiềm chế nhằm tránh thiệt hại cho dân thường. Ông cũng cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông cho tới Mỹ không có khả năng giải quyết xung đột. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nga sẵn sàng nỗ lực hết mình để giải quyết xung đột Israel Hamas. Rạng sáng ngày 7 tháng 10, lực lượng Hamas ở Gaza đã bắn hàng nghìn rocket vào Israel trong đợt tấn công lớn nhất 75 năm qua. Phía Israel dường như bị động khi không thu thập được thông tin tình báo về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công như vậy. Các nguồn tạo tin cho hay, Hamas đáp án binh bất động để chờ thời, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn cũng như chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài. Thông thường xung đột Israel Hamas sẽ được giải quyết trong vài ngày, tuy nhiên giới chuyên gia đánh giá xung đột lần này có thể nguy hiểm và kéo dài hơn khi có một số dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể lan rộng. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đầu tuần này cũng phóng rocket vào các cơ sở quân sự của Israel, khiến Israel nã pháo đáp trả. Quân đội Israel cho biết đã điều thêm hàng chục nghìn binh sĩ tới khu vực biên giới với Liban để phòng nhóm Hezbollah tấn công. Hôm 10 tháng 10, một loạt rocket từ Syria cũng nhắm vào Israel. Tel Aviv lập tức pháo kích đáp trả. Ông Biden nói Hamas tấn công Israel là tội ác. Tổng thống Biden nói Hamas tấn công Israel là tội ác tuyệt đối, cảnh báo Mỹ sẵn sàng điều thêm lực lượng tới Trung Đông để tăng cường gian đe. Có những thời điểm trong cuộc đời, theo đúng nghĩa đen, một tội ác tuyệt đối trỗi dậy trên thế giới này, người dân Israel đang phải trải qua một thời điểm như vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10 tháng 10, cạnh cấp phó Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông Biden xác nhận ít nhất 14 công dân Mỹ đã không qua khỏi khi lực lượng vũ trang Hamas ở giải Gaza bất ngờ tấn công Israel cuối tuần trước. Tổng Biden: Hamas đã có các hành động tàn bạo. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Rick Sullivan ước tính ít nhất 20 công dân Mỹ được mất tích. Công dân Mỹ cũng nằm trong số các con tin bị Hamas bắt được và đe dọa sẽ làm hại nếu Israel tiếp tục tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở dân sự tại Gaza. Hamas đe dọa làm hại con tin đã vi phạm mọi quy tắc đạo đức con người, ông chủ nhà trắng cho biết, thêm rằng sự tàn bạo và khát máu của Hamas gợi nhớ tới nhóm phiến quân hồi giáo cực đoan IS. Washington sẽ chia sẻ thông tin tình báo với Israel và điều thêm chuyên gia về giải cứu con tin tới nước này. Ông Sullivan cho biết lực lượng Mỹ sẽ không được triển khai tại thực địa. Tổng thống Biden ủng hộ Israel đáp trả bằng vũ lực trong bối cảnh lực lượng của nước này được cho là chuẩn bị mở đợt tấn công vào giải Gaza. Mỹ cũng đã sẵn sàng điều thêm lực lượng tới Trung Đông để tăng cường khả năng săn đe tại khu vực. Vào thời điểm này, chúng tôi phải nói rõ ràng, chúng tôi sát cánh cùng Israel. Ông Biden nói, chúng tôi sẽ đảm bảo Israel có những thứ họ cần để bảo vệ người dân và đáp trả cuộc tấn công. Không có gì có thể biện minh cho chủ nghĩa khủng bố. Tổ chức Hamas chỉ trích ông Biden, bình luận gây kích động, gọi đây là nỗ lực nhằm che giấu tội ác và sự khủng bố của chính quyền Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Biden, mô tả cuộc tấn công của Hamas là tàn bạo chưa từng thấy kể từ thảm họa Holocaust. Hamas kiểm soát giải Gaza hôm 7 tháng 10, bất ngờ tập kích bằng hàng nghìn quả rocket và đột kích hiệp đồng bằng đường bộ, dù luận trên không, đường biển, tấn công đồng loạt nhiều thị trấn, khu định cư Israel. Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh, tấn công đáp trả các mục tiêu ở giải Gaza giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 1.700 người không qua khỏi tính tới ngày 10 tháng 10 quân đội Israel đã bao vây hoàn toàn Gaza cắt nguồn cung điện lương thực nước sạch và nhiên liệu giải Gaza là nơi có 2,3 triệu người Palestine sinh sống vốn phụ thuộc vào nguồn tiếp tế từ bên ngoài qua lãnh thổ Israel Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu cho rằng Israel có quyền đáp trả nhưng kêu gọi nước này tuân thủ luật pháp quốc tế luật nhân đạo quốc tế rất rõ ràng trong khi tấn công, vẫn cần phải luôn chú ý giữ an toàn cho dân thường và các cơ sở dân sự, ông Volker Türk, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền nói ngày 10 tháng 10. Xung đột Hamas Israel giao tranh tiếp diễn căng thẳng trong ngày thứ tư. Xung đột giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh đã có hàng nghìn người tổn thất từ cả hai bên. Thông báo của quân đội Israel ngày 10 tháng 10 cho biết đã kiểm soát phần lớn miền Nam và tái chiếm toàn bộ khu vực biên giới với Gaza. Trong khi đó, giao tranh cũng tiếp diễn tại khu vực biên giới phía bắc của Israel giáp với Liban với các màn pháo kích qua lại giữa hai bên. Đáng chú ý, quân đội Israel cùng ngày cho biết đã lần đầu tiên đáp trả bằng pháo kích từ khu vực cao nguyên Golan chiếm đóng sau khi nhiều đạn pháo được bắn về đây từ phía Syria. Cùng ngày, lực lượng Hamas đã tiếp tục nã rocket về phía Israel sau khi cảnh báo người dân ở thành phố cảng miền Nam Ashkelon của Israel phải sơ tán trước 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Theo số liệu thống kê do các bên đưa ra, đến nay đã có hơn 1.000 người không qua khỏi trong các đợt tấn công của lực lượng Hamas tại Israel từ hôm 7 tháng 10 đến nay. Trong khi phía Hamas cho biết, ít nhất 830 người đã không qua khỏi trong các chiến dịch quân sự đáp trả của Israel tại Gaza. Đáng chú ý trong 24 giờ qua, quân đội Israel cũng đã 3 lần công kích cửa khẩu Rafat kết nối giữa Gaza và Ai Cập. Nhà chức trách Ai Cập đã buộc phải cảnh báo người dân Palestine cần nhanh chóng sơ tán khỏi nơi này. Rafat là cửa khẩu duy nhất mà phía Israel hiện chưa kiểm soát. Trong khi đó, các nước lớn và các quốc gia trong khu vực tiếp tục các nỗ lực nhằm khiến xung đột giảm nhiệt giữa Israel và Hamas. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 10 tháng 10 đã có cuộc điện đàm với quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Thông báo của phủ tổng thống Ai Cập cho biết lãnh đạo hai nước đã điểm lại những nỗ lực để liên lạc với nhiều bên liên quan nhằm thúc đẩy giảm căng thẳng đạt được sự bình tĩnh để ngăn chặn đổ máu và bảo vệ dân thường cùng ngày ai cập thông báo sẽ cử bác sĩ và gửi một đoàn xe viện trợ chở đầy lương thực thực phẩm và thiết bị y tế tới giải gaza thông qua cửa khẩu rafat quốc vương abdullah đề nghị của jordan cũng chỉ thị gửi viện trợ nhân đạo và hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người palestine ở giải gaza thông qua cửa khẩu rafat của ai cập jordan cam kết phối hợp đầy đủ với ai cập nhằm xác định nhu cầu của người palestine ở bờ tây để có những hành động khẩn cấp Giới chức Ai Cập cũng cho biết Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ khác đang đàm phán về Cairo để gửi viện trợ nhân đạo tới giải Gaza bị bao vây thông qua cửa khẩu Rafah. Cũng trong ngày 10 tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dự kiến Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Israel trong những ngày tới. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cũng cho biết Thái tử nước này đã khẳng định với Tổng thống chính quyền Palestine rằng đang nỗ lực để đảm bảo xung đột sẽ không lan rộng sang khu vực khác. Còn tại Oman, Hội nghị bộ trưởng lần thứ 27 Liên minh châu Âu và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh đã tập trung thảo luận về tình hình Israel Palestine, khả năng giảm leo thang xung đột và giải quyết khủng hoảng. Tại hội nghị, Hy Lạp đã đề xuất kế hoạch 5 điểm cho cuộc xung đột tại Trung Đông, đề xuất các tổ chức quốc tế lớn tổ chức hội nghị với sự tham gia của các bên liên quan. Theo kế hoạch, các ngoại trưởng EU sẽ họp khẩn trong ngày 11 tháng 10 tại Oman để thảo luận về xung đột giữa Hamas và Israel. Ngoại trưởng Israel và ngoại trưởng chính quyền Palestine cũng đã được mời tham dự cuộc họp này.